chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Mối quan hệ của Hương Giang và bạn trai CEO Mắc Liêu là giả, chỉ là xã giao và hợp đồng làm ăn. Dòng chia sẻ của Du Leo ngay lập tức nhận về không ít những ý kiến trái chiều, vì Hương Giang và Mắc Liêu đang là cặp đôi được nhiều người chú ý nhất hiện nay. Mới đây, vlogger Du Leo khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đưa ra những đánh giá về mối quan hệ giữa Hương Giang và Mắc Liêu. Thông qua một vài bức ảnh, Du Leo khẳng định mối quan hệ giữa Hương Giang và nam cực phẩm Mắc Liêu chỉ là xã giao và hợp đồng làm ăn. Nam vlogger đưa ra những lập luận thuyết phục khi phân tích ngôn ngữ cơ thể của cả hai thông qua cách tạo dáng trong các bức ảnh mà cặp đôi này đăng tải trên mạng xã hội. Cụ thể, Du Leo cho rằng khi hai người có cảm xúc hoặc yêu nhau thì 100% họ sẽ quấn quýt không rời. Còn ngôn ngữ cơ thể hiện tại của Hương Giang và Mắc Liêu chỉ dừng ở mức tình bạn. Du Leo cho rằng họ đang trong một mối quan hệ có lợi nhuận chứ không thực sự có cảm xúc với đối phương. Du Leo nhận định về mối quan hệ của Hương Giang và Mắc. Khi hai người thực sự có cảm xúc yêu nhau 100% tự động, họ sẽ lúc nào cũng quấn quýt vào nhau. Người yêu nhau thì dù có nắm tay đi nữa, họ cũng tạo cho chúng ta cảm giác hai là một, vì họ luôn muốn hòa vào nhau. Còn ngôn ngữ cơ thể của hai bạn này là bạn xã giao làm ăn vì hợp đồng nên phải đứng kế nhau chứ không phải người yêu. Mấy tấm hình cặp này chụp kế nhau sẽ thấy họ chả bao giờ nhìn nhau cả. Ngay cả khi đứng cạnh nhau, eo của bạn nữ vẫn eo về hướng đối lập, muốn né xa bạn nam. Đây là phản ứng tiềm thức bản thân họ không kiểm soát được, mà chỉ đơn giản là cơ thể nó không theo sự điều khiển của lý trí. Body language là quan trọng nhất nhé mấy bạn. Đó là lý do vì sao người ta luôn biết bồ mình có yêu mình thật sự hay không, vì tiềm thức bản năng không lừa được đâu. Nhanh chóng, người hâm mộ có lời bênh vực Hương Giang đa số cho rằng Hương Giang và Mắc Liêu chỉ mới biết nhau thông qua chương trình Người Ấy Là Ai. Nghĩa là thời gian họ gặp nhau còn khá ngắn ngủi, hai người vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và tiến tới một mối quan hệ nhất định, chứ không thể cưới gặp là yêu ngay như những lời Du Leo nhận định. Một bình luận cho rằng nếu nhận định Hương Giang và Mắc Liêu đang yêu nhau là quá sai. Tình yêu dù cho là xét đánh cũng không thể tiến triển đến mức nhanh chóng như vậy. Có lẽ Du Leo nên suy nghĩ lại về vấn đề này. Ngôn ngữ cơ thể của Hương Giang đang nói lên cô ấy chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu Mắc Liêu, chứ hiện tại họ vẫn chưa thể gọi là yêu. Đáp trả lại những lời bình luận của cư dân mạng, Du Leo thẳng thắn: các em nhỏ không đồng ý với anh cũng không sao, nhưng bất cứ em nào comment mất dạy chửi rủa anh và like comment chửi anh là anh block ngay lập tức nhé mấy đứa. Phu nhà người ta, người có ăn có học, có cha mẹ đàng hoàng thì dù không đồng ý cũng comment văn hóa lịch sự. Ở đây cũng không ai chửi cha mắng mẹ mấy đứa, chỉ đơn giản nói tôi không tin mà mấy đứa dãy nảy như đĩa phải vôi chửi bới người ta. Làm một vé về xong bé nhé. Thật tình không hiểu nổi suy nghĩ mấy đứa nhỏ này, chắc cũng là một trong những điều khoa học không giải thích được. Trước đó, Hương Giang và CEO Mắc Liêu cũng được ghép đôi trong chương trình Ngày Ấy Là Ai và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp cũng như khán giả. Sau chương trình, rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai được tiết lộ. Trên trang cá nhân của mình, cả Hương Giang và Mắc Liêu cũng có nhiều lời tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Cặp đôi đi du lịch với bạn bè sau khi công khai hẹn hò.